cá lóc là thực phẩm rất quen thuộc, được nhiều người nội trợ yêu thích và sử dụng trong bữa cơm gia đình. Ngoài cách chế biến truyền thống như cá lóc kho tộ, nấu canh chua, chúng ta có thể biến tấu món ăn này theo cách nấu độc đáo, khác lạ, rất ngon cơm. Đó là món cá lóc kho lá chè tươi. Đây là món ăn đặc trưng của người dân miền Trung. Tuy dân dã, nhưng vị đặc sắc của món ăn luôn khiến bất cứ ai cũng thích khi thưởng thức. Mùi thơm của lá chè xanh giúp khử mùi tanh của cá, mang lại vị chát ngọt, thơm ngon rất khác lạ. Cá lóc còn có tên gọi khác là cá quả, cá trầu, chữa được nhiều bệnh vì thịt ít mỡ, dầu khoáng và vitamin. Cá lóc đen là món ăn dưỡng sinh được ưa chuộng hiện nay trên thế giới vì rất bổ dưỡng, có tác dụng chống oxy hóa. Cá lóc có vị ngọt, tính bình, không độc vào tỳ, vị và thận. Tác dụng kiện tỳ, lợi thủy, khứ ứ sinh tân, tiêu viêm, khu phong thanh nhiệt, bổ khí huyết, gân xương, trừ đàm, dùng tốt cho những trường hợp bị các bệnh phổi. Chữa phụ nữ ít sữa, bồi bổ cho người mới khỏi bệnh vì dễ hấp thu. Lá chè xanh có tác dụng cực tốt cho cơ thể con người trong việc cải thiện sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Những thành phần hóa học có trong lá chè xanh bao gồm tinh dầu, các dẫn xuất polyphenolic như flavonoid, catechol, tannin, arachidonic là caffeine, theophylline, theobromine, xanthin và các vitamin C, B1, B2, B3. Lá chè xanh dùng kho cá có tác dụng làm săn cứng miếng cá và khử mùi tanh rất tốt. Với sự kết hợp hai nguyên liệu này sẽ đem đến cho chúng ta một món ăn lạ miệng hấp dẫn và giàu chất dinh dưỡng. Để làm cá lóc kho lá chè tươi ngon thì mình cần lưu ý một số như sau là mình nên chọn cá lóc dày khoảng tầm hơn 1 kg và thường thì sống trong môi trường sạch để ăn khỏi phải ngộ độc. Và mình thường thì mình chọn thịt dày để mình có thịt dai hơn và căng tròn để mình đến tầng lạc để đẹp hơn ạ. Cách chế biến món cá lóc kho lá chè tươi. Nguyên liệu: cá lóc, mổ ruột và rửa sạch, cắt khúc. Lá chè tươi rửa sạch. Gia vị: hành tím, tiêu xay, đường, nước mắm, ớt băm. Cách làm: bước 1, cá cắt khúc trên trái cạnh, ướp nước mắm, hành tím, ớt băm nhuyễn, tiêu xay, để 15 phút cho cá ngấm gia vị. Bước 2, phần lá chè già hãm với nước sôi, lấy nước cốt đặc, còn với lá non thì chúng ta cắt nhỏ. Bước 3, cho đường vào nồi, bắc lên bếp, khi đường chuyển màu nâu cánh gián, cho dầu ăn và hành tím băm vào. Khi hành thơm, cho cá đã ướp vào.
Bước 4, cho tiếp nước chè đã hãm vào cá và kho trên lửa nhỏ. Thỉnh thoảng lật cá để cá ngấm gia vị. Khi nước cá keo lại, cho lá chè non cắt nhỏ vào, tắt bếp, rắc tiêu xay lên là món ăn hoàn tất. Cá lóc kho lá chè tươi ăn thơm ngon, béo bùi, mặn ngọt cùng cơm nóng rất phù hợp. Một số lưu ý khi làm cá lóc kho lá chè tươi là thứ nhất là mình rán cá, thì trong lúc rán cá thì mình chỉ rán màu vàng, có màu vàng chảy cằn, không để cá khô quá, ăn thì sẽ dễ hơn ạ. Và thứ hai thì trong lúc rán cá xong thì mình sẽ ướp gia vị gồm có những như là tiêu, nước mắm, bột mì chính. Trong lúc mình ướp cá thì tầm khoảng 15 đến 30 phút là mình sẽ bắt lên bếp để kho. Và bước cuối cùng thì mình cho lá chè xanh vào để tạo vị ngọt và vị chát, để khử mùi tanh của cá, để cho món này có một hương vị đặc trưng riêng của cá lóc kho lá chè xanh ạ. Chè xanh là loại lá có vị đắng chát, tính bình và mát nên có tác dụng rất lớn trong việc thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và luôn giúp cho hệ thần kinh được thư thái và nhẹ nhàng. Giúp chống lại những cơn căng thẳng, hạn chế mụn nhọt, duy trì làn da khỏe mạnh và hồng hào. Đặc biệt, hai hợp chất caffeine và theophylline có trong chè xanh có vai trò như một chất kích thích não, tim cũng như tiến trình hô hấp của chúng ta luôn trong trạng thái ổn định. Từ đó giúp nâng cao hiệu suất làm việc của trí óc và của cơ, làm tăng hô hấp, tăng cường và điều hòa nhịp đập của tim. Thành phần catechin có trong trà xanh đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có tác dụng giảm nguy cơ gây ung thư, giảm kích thước khối u, giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol, diệt khuẩn, diệt virus cúm, chống hôi miệng. Ngoài ra, các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy tác dụng chống phóng xạ của chè xanh, các flavonoid và polyphenol làm cho chè có tính chất của vitamin P. Mặt khác, một trong số những dẫn xuất polyphenolic flavonoid chứa trong trà xanh còn có công năng làm bình ổn huyết áp ở những người có tiền sử huyết áp cao, đồng thời giúp tăng độ bền và khỏe mạnh của thành mạch. Trong khi, thành phần polysaccharide làm giảm đường máu, hàm lượng folate cao trong chè còn có tác dụng chống sâu răng. Cùng đó, chè xanh có thể giúp chúng ta tăng sức đề kháng, cải thiện hệ thống miễn dịch nhờ lượng vi chất vitamin C, thúc đẩy tiến trình trao đổi carbon hydrate nhờ những vitamin nhóm B và ngăn chặn quá trình lão hóa và oxy hóa của cơ thể nhờ hàm lượng vitamin E phong phú có trong chè xanh. Cũng có duyên là ghé vào tại thành phố Vinh và cũng sang nhà hàng Việt Nam tại thành phố Vinh, thì hôm nay cũng cảm nhận món cá lóc kho tọ thì được kho với lá trà xanh thì cũng tạo ra những cái hương vị rất chi là đặc trưng, đó là nó có vị thơm ngon và độ đậm đà, và mùi trà xanh nó cũng sẽ khử được những cái mùi tanh nên là vị ăn rất chi là ngon. Theo y học cổ truyền, cá lóc vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng bổ khí huyết, gân xương, trừ đàm, dùng tốt cho những trường hợp bị các bệnh phổi, chữa phụ nữ ít sữa, bồi bổ cho người mới khỏi bệnh vì dễ hấp thu. Theo ẩm thực dưỡng sinh, cá lóc cho tác dụng cao nhất vào mùa hạ để trừ thấp nhiệt do mùa này sinh ra. Theo Viện Dinh dưỡng, trong 100 g thịt cá quả có 18,2% protein, 2,7 lipid, canxi 90 mg/g, phospho 240 mg/g, sắt 2,2 mg/g và một số chất khác. Cứ 100 g thịt cá cung cấp 100 calo.
Một số bài thuốc thường dùng từ cá lóc: chữa thận hư nhiễm mỡ, cá lóc nấu với đậu đỏ, cá lóc một con 250g, bỏ ruột nấu với 200g đậu đỏ cho nhừ, ăn hết một lần. Chữa trĩ, cá lóc với lá dấp cá. Cá lóc 200g chắt đất xung quanh rồi lùi vào đống lửa. Khi thấy đất khô cứng, nứt nẻ là cá đã chín. Bóc bỏ lớp đất, bỏ ruột để ăn với lá dấp cá. Ngoài ra, có thể dùng thêm với các loại rau thơm khác, chấm mắm nêm, ăn với bánh tráng. Thanh nhiệt, điều hòa dạ dày, tiêu thủng. Cá lóc một con 250g, đậu đỏ 50g, vỏ bí đao 30g. Cho vỏ bí đao vào bụng cá rồi nấu với đậu đỏ đã nấu chín. Sau 30 phút là dùng được, ngày dùng 2 lần, ăn cả cái lẫn nước. Bổ não, tăng trí nhớ, chữa các bệnh đau đầu hay quên. Đầu cá rửa sạch, vắt chanh để ráo ướp gừng, xì dầu, tương hột, tiêu bột. Hấp cách thủy 2 tiếng, khi đầu cá chín, rắc hành, mùi, gừng thái chỉ lên trên. Chữa viêm mũi dị ứng, đầu cá 150g, tần di hoa 12g, tế tân 3g, bạch chỉ 12g, gừng tươi 12g. Các vị thuốc đập dập, tần di bỏ vào túi, buộc miệng, nấu với nước 2 tiếng. Chữa phủ thủng do suy dinh dưỡng, cá lóc 200g, bí xanh 200g. Cách làm sạch cá, bỏ ruột không róc vẩy, bí xanh gọt vỏ, thái lát, cho hành tỏi đập dập, cho nước và gia vị, không cho muối, hầm kỹ, ăn ngày một lần, ăn liên tục trong 3 đến 5 ngày. Hỗ trợ điều trị lao phổi, cá lóc một con khoảng 200-300g. Cách làm, cá làm sạch vẩy, bỏ ruột, đầu đuôi cắt khúc, nêm mắm muối cho vừa, bột tiêu, gừng đập dập, thêm gia vị, nước, nấu nhừ, mỗi tuần ăn từ 2-3 lần, dùng liền 2 tháng. An thần ích trí, cá lóc một con khoảng 500g, thịt lợn nạc 120g, lòng nhãn 6g, táo đỏ 6 quả, rượu 20g, muối, hành, gừng. Cá rán qua, thịt lợn thái mỏng, táo bỏ hạt, cho tất cả cá vào nồi, đổ nước ngập cá, nấu nhừ ăn nóng, mỗi tuần ăn từ 2-3 lần, dùng liền 1 tháng.